Xin Hello. chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chương trình nấu ăn đặc biệt. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm món giả cầy. Heo giả cầy nha các bạn. Giả cầy làm bằng đuôi heo. Làm bằng đuôi heo, heo giả cầy. Món này làm từ Nhật Bản. Và một chút gân bò, tương gừng để anh em uống bia. Ok. Xin mời các bạn cùng vào bếp với anh em chúng tôi. Vào bếp thôi. Làm thôi. Ok. Ok, rồi cho đi ăn. Ok, bây giờ anh của mình sẽ chuẩn bị những cái nguyên liệu mà mình sẽ làm cái món heo giả cầy nha các bạn. Anh em có thể kiếm cái món đuôi heo này, đuôi ria về ở các cửa hàng Brazil, hoặc là anh em ship ở trên, mua ở trên các trang mạng. Còn đây tôi mua ở cửa hàng Brazil. Món thứ hai, món này uống bia rất là ngon anh em. Gân bò nha. Trắng mịn đó. Anh em luộc với ở trên bếp nước Nhật này nó hơi hiếm một số gia vị thì đây tôi cũng chuẩn bị được một ít riềng nha các bạn, riềng, sả, gừng, đúng rồi, heo giả cầy mà không thiếu, và hai quả ớt Brazil cay, maximum cay luôn. Vô đây, vô chỗ này chết đây. Anh em có thể đây tương nha anh em, tương Việt nha. Mắm tôm Việt. Ok, làm món heo giả cầy chúng ta cần thêm ít bột nghệ cho nó vàng. Còn gia vị thì ok. Đây nhà tôi có đầy đủ không ạ? Đây tôi đã trong tủ lạnh nên là nó hơi lâu tan đá. Cứ làm rồi em phải cắt những cái đoạn nào mà nó dư quá rồi xem nó dài. Okay. Giọng hôm nay bị hơi bị khàn. Nó to lên tí. Đuôi heo anh em mua về, anh em xem nó có cái vấn đề gì, chỗ nào bẩn thì anh em cạo đi nhé. Đây là đuôi heo nha các bạn, đuôi heo. Đuôi GAV. Đuôi heo người ta gọi là đuôi GAV đấy. Đuôi này chỉ có ở Nhật Bản thôi. Nhật Bản nó có vùng chuyên đuôi heo để lấy đuôi. Cắt nó vừa phải miếng. Ở đây nó hơi khó thì anh em bẻ ra phát này. Đó. Dao bé, dao 100 yên thôi. À, ok. Đây là món heo giả cầy mà nó độc nhất vô nhị ở Nhật Bản nha các bạn. Chỉ có ở đây mới có thể làm được thôi. Bỏ bớt mỡ đi anh béo. Anh em nào mà gầy thì để lại cũng được, còn tôi béo rồi. Cố gắng chúng ta lọc mỡ rồi để lại cái bì lợn bên đây hơi hiếp. Ok. Đây nha các bạn. Đây là anh đầu bếp của mình. Anh này là phải nói là những cái món mà như heo giả cầy ra là chỉ có anh này mới làm được thôi các bạn. Anh nào bạn nào muốn ăn thử món này thì liên hệ anh này. Rắn quá. Chỗ này khó bẻ hết. Nó ngắn quá, nó trơn. Hãy
chặt cái đuôi lợn thôi mà rất khó khăn, tại vì con dao này rất là dao trăm yên thôi, dao trăm yên này rất là cùng, dao rất là cùng. Hay là anh em mình để nguyên cái như vậy rồi ra mình quất luôn chứ không được. Ăn uống thế lên hình đó. Cái chỗ này trông phải cắt đi. Dao này nó bé, dao này nó mỏng quá. Tiếu. Đọc thế nhỉ? Đèn sáng đẹp. Rồi. Okay. Wow. Cái khớp nó khó kiếm, khó tìm vào cái chỗ khớp á. Xít rồi. Nó giờ đó, một cách khác. Đó là hay hay để làm. Trong quá trình mình làm cái này mình ngoài xem mà. Mình muốn quay sửa. Trong cái này tua. Bằng tối. Hả? Tối á. Đuôi lợn này là anh em mình mua từ quán Brazil đúng không ạ? Ừ. Cửa hàng Brazil nha các bạn. Mua đuôi lợn từ cửa hàng Brazil. Dưới Siga chỗ mình ở nó có một số cửa hàng Brazil. Xác định nhầm cái chỗ khớp này rất khó. Đây có thể nói là cái món mà heo giả cầy mà độc nhất vô nhị ở Nhật Bản nha các bạn. Cái đầy đủ nguyên liệu như là riềng này, sả, ớt các kiểu thì mới ra mùi thơm được. Mắm tôm, chủ yếu mắm tôm. Dồi, nếu mắm mà tôm. Nếu mà anh em mà không có mắm tôm thì không thành giả cầy đâu. Nhưng mà quan trọng nữa là có cả mẻ, anh em không có mẻ, không kiếm được mẻ thì anh em tìm hộ tôi chai rượu vang chát đỏ, rượu vang đỏ ấy, nhưng mà là rượu chát. Đừng mua rượu chua nhá. Rượu chua nấu không ngon. Không biết con heo này con heo gì mà cái đuôi nó to thế, đuôi nó to mà nó ngắn, không tìm thấy khớp ở đâu, cắt mãi không được. Mẹ thế điên. Ok, thôi cả nó đi. Anh em mình đang làm ở trong bếp nha mọi người. Không gian này nó hơi tối một tí nên là các bạn thông cảm. Nó không sáng như ban ngày được. Nếu mà anh em có cái khò thì anh em khò đi một tí được thì đỡ phải ngại. Ok, bây giờ mình làm như thế này. Cách riềng không? Ừ, anh em cho riềng. Cách riềng và sả. Sả này, ớt này. Đó.
đầu bếp quá chuyên nghiệp. Thôi thì chờ nó. Sả này mình để tủ lạnh lâu nhỉ, không thơm đúng không? Sả này vẫn thơm ấy. Mùi vẫn bốc này. Ít này 3 củ. Anh em băm nó rửa rửa ra một tí cũng được, cho nó dễ vào. Kiếm được tí xả bên đây cũng khó khăn phết đấy. Tất nhiên là tất cả các cái cửa hàng mà nó bán đồ Việt ấy thì thời nào cũng có. Anh em có máy xay sinh tố thì cho dền vào xay nhé, thì nó nhuyễn dền nó thơm. Đây là củ riềng nha các bạn, rất là thơm. Quá thơm. À, gọi mạnh quá. Mà lấy tay nó cùng đi. Mạnh ơi. Mạnh ơi. Hiểu ra. Gọi hộ mạnh ấy. Gọi hộ mạnh cái. Không ở nhà. Hay cậy đó, để tao lấy. Lấy hộ anh cái tay ở trong tủ lạnh ra phát. Nó cũng cho nhiều. Cho cái tay ở đây. Tay trong tủ lạnh. Nào đâu về đi. Lát mình quay cái tay vào nhé. Đó là tay nó nhẹ đó. Rượu vang đỏ, vang chát đỏ. Xả nước đây. Xong, rửa tay ở trong kia được không? Rửa tay ở trong kia. Được. Xong hết rồi. Cái thớt nó trơn quá. Dào nó bé. Cái dao đấy nhút. Dao trong yên dùng bao giờ chán thì vứt đi. Dao kia không chịu mài đâu. 14 phút. Cắt nhiều. Để những cái đoạn mà đẹp đó. Chắc phải cắt đi. 5-7 phút thôi. 7 phút là đẹp. Okay, cool.
Đây các bạn, đây là anh mình vừa làm, vừa cắt xong cái đuôi heo người ta gọi là đuôi lợn đấy. đuôi gia vê bên Nhật gọi là đuôi gia vê nhá. Đây vừa cho sả vào này, riềng vào, ớt vào, bây giờ cho thêm một chút gì đây, mắm tôm các bạn, nghe mùi là thấy thơm rồi, thơm cực thơm luôn. Mắm tôm các bạn à, thơm lắm. Mắm tôm này hơi khắm tí. Mắm tôm thơm lắm các bạn à. Mắm tôm cho vào đây mới đúng là heo dạ cày chứ. Bật thôi anh kê. Wow. Ok. Bật thôi anh kê hút mùi lên. Đây nhá anh em, đây nhá. Rồi tiếp theo là tôi hay mua cái chai vang chile. Đấy, chai vang này vang chile, vang đỏ nhá. Anh em nhìn nhá. Tôi thay mẻ bằng vang chile. Ok, bây giờ anh của mình là sẽ không dùng mẻ để cho vào heo giả cày, nhưng mà sẽ dùng một chai rượu vang. Chai rượu vang cho vào để có mùi. Tôi nhưng mà mục đích là có mùi đúng không anh? Hay là mà làm gì? Tôi để cho nó nấu thay mẻ thôi. Chai rượu vang này là để thay cho mẻ thôi nhé các bạn. Nhưng mà nó cung cấp cái mùi rất là đặc biệt là của rượu vang. Nó phải có quy trình. Anh em cho muối mì chính. Rồi tiếp theo mình cho thêm một tí mì chính. Cái này gọi là bột ngọt đó các bạn. Bột ngọt đó. Anh em cho mắm rồi thì cho ít bột canh vào thôi nhá. Mặn lắm. Cho một tí bột canh của tôi là bột nêm. Bột canh gì đó nhỉ? Nêm quan trọng nữa là vì đuôi không thui được nên là tôi không thui được đuôi nên là tôi cho ít bột nghệ vào, tinh bột nghệ mua từ Việt Nam mang sang, thêm một ít nghệ nha các bạn, thêm nghệ vào. Cái nghệ này anh em không thể dùng để chữa bệnh dạ dày được đâu nhé. Ok. Okay. Sau khi xong anh em sắp lên một cái này này cho nó đầy. Bây giờ mình sẽ trộn đều nha các bạn. Rồi là sắp với người ta phải là sắp lọ đó. Trộn đều lên một tí nó sẽ thấm gia vị vào bên trong. Ok. Để một lúc anh em để một lúc hơi cái nha. Để cho nó ngấm gia vị. Đợi vung một lúc nha các bạn. Một lúc là khoảng cỡ 5 đến 10 phút thôi các bạn. Đừng để cỡ 5 10 tiếng là chắc khỏi nấu luôn á. Món này sau trong mà sau khi chín ấy, thì chúng ta cầm cái đầu này xé như kiểu mực á, ngọt này à, hay lắm à, gân bò mà xé như mực nha các bạn à. Cười gì thế. Không rồi, món này không hấp dẫn mày không cay rồi. Đây gia vị quên, cái này lấy một anh quả củ cải. Được chưa? Món gân bò này, anh em làm như này cho tôi cá nha. Món gân bò thì bây giờ mình vẫn dùng sả nha các bạn. Củ sả anh em thái này cho tôi. Chẻ nó ra nha. Anh em để em đi hộ. Mình đang làm món gân bò hấp sả. Gân bùn. Anh vào là sả là hết luôn đấy. Bên Nhật Bản nó thiếu thốn nhiều thứ nên là có gì nấu được mới ăn. Bên Nhật này mà các bạn ăn được cái món heo dạ cày với lại cái món mà gân bò hấp sả này không khác gì Việt Nam nha các bạn. Không khác Việt Nam đây. Ừ.
Ok. Cho nguyên liệu gì ạ? Cho gì vậy? Đây là chai tương của Việt Nam. Bây giờ mình tương cho tương bần nhá. Tương bần nhá, Việt Nam luôn đấy nhá. Bây giờ mình cho tương vào trong cái món gân bò này nha các bạn. Tương. Tương này đang dùng mình loại tương là tương Tâm Đức nha các bạn. Tương bần. Tên hiệu tương là Tâm Đức. Nhà cái ông Tâm Đức ông ấy sản xuất tương bần. Đúng rồi. Còn cái tên chai tương là tên gì anh? Không tắm đi. Ok, cho tương vào nha các bạn. Cho tương vào đây. Cho tương vào. Tương vào cái món gân bò này. Gân bò hấp xả. Anh vào là xả luôn. Thế là hôm nay mình làm được hai món nha các bạn. Món heo giả cày với lại món gân bò hấp xả. Đặc sản của Việt Nam tại Nhật Bản. Cô cho thêm ít gì đấy, gia vị à, cho tiêu nè, nó có tiêu nhỉ, không không cho tiêu các bạn, cho một ít bột canh 19, bột canh bột ngọt. Anh em ngon thì muốn ngon thì cho thêm lon bia nhé. Một đặc biệt là cho thêm một lon bia nữa thì quá tuyệt vời, cho thêm lon bia các bạn, cho lon bia hấp nó mới ngon được. Mà nhớ các bạn nhớ thì mua bia Nhật Bản nhé. Ok. Rồi là nắp lại và ướp nó thôi. Ok. Cái này không ướp à? Không. Ok. Bây giờ mình sẽ đun cái món heo giả cày. Đuôi lợn, đuôi heo giả cày. Bây giờ mình sẽ đun lên. Đây anh em. Đây nè, đun lên cho nó chín nhé. Các bạn đợi chắc có cỡ bao nhiêu phút nhỉ? Đây nè. Tầm khoảng 25 đến 30 phút nha các bạn, nó mới thấm hết được gia vị, mới ngon được. Ok, bây giờ anh em mình đợi thôi, đợi 25 phút sau nha. Ok ok, rồi xong rồi. Món heo giả cày GAV đã xong. Đây nha anh em, bây giờ mình múc ra ngoài. Này, này chấm gì vậy? Chấm gì? Không chấm gì cả. Đây anh em. Lên bia. Bánh lấy không? Mời anh em nhá, mời anh em nhá. Đây là món heo giả cày GAV của mình nhá. Quên mất. Đá cái lối xuống không chốc lại phải đứng lên. Chưa rồi. Đây nha các bạn, đây là món heo giả cày làm từ đuôi GAV nha các bạn. Đây là món này, đây là món heo giả cày làm từ đuôi GAV. Đến 5 giờ sáng thì. Đây mời các bạn. Mấy trưởng. Còn đây giới thiệu anh em đây là món gân. Còn đây, đây là món gân luộc gừng. Gân luộc gừng. Và tương bần của anh em tôi. Nhìn trông phê chưa? Này cho nhiều xả vào nó mới ra cái băm nhỏ ngon. Okay. Gân luộc gừng. Gừng luộc gân, gân luộc gừng. Okay. Ok. Xin mời anh em nhá. Rồi mời cả nhà nhá. Mời anh em. Ôi trời ơi. Là đi nữa hả? Còn chỗ này đẹp không ạ? Đẹp cái bàn bên này. Anh thích nói gì nói đi. Không nói gì đâu. Ok. Chú nói thì nói. Mình xin dừng video tại đây nha mọi người. Thì bây giờ cũng ăn xong rồi. Hôm nay thì cái món gì heo giả cày từ đuôi GAV thì rất là ngon, mềm. Là từ anh đẹp trai đây làm. Đó anh này. Còn riêng cái món gì nhỉ? Con gân bò. Gân bò. Gân bò. Đây, đây bạn, gân bò này, cái món gân bò này có vẻ hơi fail, thất bại một tí. Tại vì nó hơi cứng. Nên là để dành ngày mai mình hâm lại con cỡ
nấu lại chắc cỡ 5 tiếng. 5 6 tiếng. 5 6 tiếng rồi đó là ăn mềm được, nhưng bây giờ rất là cứng. Chào okay. Tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhá. Ba mọi người. Bye bye.